Preview. Thuật ngữ hack chắc chắn còn quá xa lạ với chúng ta khi mà ngày nay những vụ tấn công công nghệ cũng như là các nhóm hacker xuất hiện ngày càng một nhiều hơn. Vậy còn những vụ hack ở trong lịch sử thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những vụ đình đám nhất. Top 10 vụ hack nổi tiếng. 10. Vụ hack máy tính của Omega Engineering. Một hacker người Mỹ đã đặt một phần mềm có chứa 6 đoạn mã phá hoại vào mạng máy tính của Omega Engineering, một công ty chuyên cung cấp các thiết bị quan trọng cho NASA và quân đội Mỹ. Đoạn mã cho phép một quả bom logic hoạt động và hủy hoại phần mềm điều khiển sản xuất của hãng Omega, khiến cho công ty này thiệt hại tới hơn 10 triệu đô la Mỹ. 9. Adobe. Tháng 10 năm 2013, Adobe đã công bố về việc hãng bị thất thoát dữ liệu bởi các hacker. Cụ thể, có đến 2,9 triệu thông tin cá nhân từ các tài khoản bị đánh cắp từ mạng Internet, bao gồm tên đăng nhập, các mật khẩu, tên thật, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn. Ngay sau đó, tệp dữ liệu này được các tin tặc công khai trên Internet với con số khủng lên đến 150 triệu, trong đó có 38 triệu tài khoản vẫn còn đang hoạt động. Tuy bị thất thoát ra bên ngoài, nhưng may mắn là các thông tin như tài khoản ngân hàng đã được Adobe mã hóa từ trước đó, nên chủ yếu là tài khoản và mật khẩu sẽ bị lộ trên mạng Internet. Adobe bị tấn công không chỉ riêng về thông tin khách hàng của họ, mà còn về những dữ liệu bảo mật về các sản phẩm của họ. Theo thống kê, sau cuộc tấn công Internet, họ bị đánh cắp đến hơn 40GB dữ liệu mã nguồn, trong đó toàn bộ mã nguồn của sản phẩm ColdFusion bị đánh cắp công khai trên Internet. Một phần mã nguồn Acrobat Reader và cả của Photoshop cũng bị công khai trên các trang web. Họ đã luôn lo sợ sẽ có cuộc tấn công tiếp theo, nhưng may mắn là vào thời điểm họ nâng cấp bảo mật thì cuộc tấn công đã không xảy ra. 8. DuckGen TV. Vào ngày 22 tháng 11 năm 1987, khi người dẫn chương trình thể thao Dan Rowan của mạng tin tức DuckGen TV ở Chicago đang tường thuật một video về những trận đấu hay nhất trong ngày của bóng đá Mỹ. Sau đó, đột nhiên và không nói một lời nào nữa, một thứ gì đó bất thường đã xảy ra. Sau khi họ nói xong, những hình ảnh trên màn hình trạm trong studio bắt đầu rung chuyển. Trên khắp Chicago, nhiều TV khác cũng đã bị y như vậy. Các đoạn clip của Dan bị mất trong một vụ nổ tĩnh ngắn, sau đó được thay thế bằng khuôn mặt nham hiểm và tươi cười của Max Headroom. Trong khi một tiếng rít nhỏ phát ra từ hàng ngàn TV trên khắp Chicago, hình ảnh của kẻ xâm nhập lắc lư và di chuyển trước một phông nền quay chậm. Gần nửa phút sau, cảnh tượng kỳ lạ đã biến mất. Khi truyền hình Chicago trở lại phát sóng, Rowan đã trở lại và tỏ ra lo lắng nhận xét rằng: "Chà, nếu như bạn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng như vậy." Rõ ràng, các kỹ thuật viên của WGN TV đã vô hiệu hóa việc truyền tin tặc bằng cách chuyển sang một máy phát thay thế. Nhưng động cơ và phương pháp của kẻ tấn công bị cáo buộc là một bí ẩn. 7. Đài truyền hình Pháp suýt bị hacker tấn công. Từ tháng 4 năm 2015, kênh TV Nam Monde của đài truyền hình Pháp đã bắt đầu phát sóng trực tuyến. Tuy nhiên, theo lời của tổng giám đốc của đài này, một cuộc tấn công mạng dữ dội bằng phần mềm độc hại nhắm mục tiêu ở cấp độ cao vào ngay hôm khai trương đã gần như phá hủy hệ thống của họ. Theo đó, một nhóm tự xưng là Cyber Caliphate có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nhưng một cuộc điều tra đã cho thấy, cuộc tấn công này được thực hiện bởi một nhóm tin tặc người Nga. Vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 8 tháng 4 năm 2015, ngay khi món khai vị được phục vụ để ăn mừng với một đối tác Canada, một loạt các tin nhắn văn bản và cuộc gọi trút xuống báo cho ông biết rằng một tin động trời. Tất cả 12 kênh đài của ông đều đã dừng phát sóng. Vào lúc 5 giờ 25 phút sáng, một kênh đã được phục hồi, các kênh khác cũng dừng phát sóng trở lại vào sáng hôm sau. 6. HBO tiếp tục bị hacker chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội. Nhóm hacker có tên Almay đã tấn công và giành quyền kiểm soát các tài khoản Facebook và Twitter chính thức của HBO, cũng như là các tài khoản mạng xã hội lập riêng cho bộ phim ăn khách Game of Thrones, trò chơi vương quyền của kênh truyền hình này. Sau khi gây án, các thủ phạm đã cho đăng tải thông điệp nêu rõ: "Almay đang ở đây, chúng tôi chỉ đang kiểm tra an ninh của các bạn. Đội ngũ HBO hãy liên lạc với chúng tôi để nâng cấp khả năng bảo mật. Almay." Song nhóm hacker đã gỡ bỏ một số khuyến cáo này ngay sau đó. HBO hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.
Aomai từng nổi tiếng vì hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào tài khoản Twitter của những tổ chức và những nhân vật nổi tiếng. Trong số các nạn nhân của nhóm hacker này hồi năm ngoái còn có hãng Netflix, người đồng hành sáng lập Wikipedia Jamie Wells, ông chủ Facebook Mark, v.v. Một số nguồn tin đã quả quyết cho rằng các hacker đã đòi HBO phải trả hàng triệu đô la Mỹ để lấy lại kho dữ liệu đồ sộ trên. Hiện vẫn chưa rõ kênh truyền hình Mỹ có chấp nhận trả tiền chuộc hay thương quyết với các thủ phạm hay không. Trong một diễn biến riêng rẽ, 4 người đã bị bắt vì làm rò rỉ một tập phim sắp chiếu của Game of Thrones. Những người này đang hoặc từng làm việc cho một công ty lưu trữ và cung cấp dịch vụ truyền phát trực tiếp có trụ sở ở Mumbai, Ấn Độ. 5. Kênh thời tiết. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng địa phương. Chương trình truyền hình trực tiếp buổi sáng hàng ngày đã bị gián đoạn trong một vài phút. Sau đó đài đã chuyển sang phát lại show truyền hình Heavy Recruits để thay thế. Trong thời gian này, đội ngũ IT của đài truyền hình đã khôi phục các máy tính bị ảnh hưởng bằng các bản sao lưu dự phòng. Toàn bộ quá trình từ lúc hệ thống bị tấn công cho tới khi hoàn tất việc khôi phục mất khoảng 90 phút. Sau đó đài đã quay trở lại phát sóng bình thường. Trái với suy nghĩ của nhiều người đã cho rằng, ngày nay không còn nhiều người theo dõi truyền hình thời tiết The Weather Channel nữa. Hôm qua ở thời điểm xảy ra sự cố, đã có rất nhiều người dùng ngay lập tức chia sẻ thông tin về sự việc bất thường này. Sau khi nhận được hàng trăm phản ánh của người dùng trên các mạng xã hội Twitter và Facebook, đài truyền hình đã nhận ra rằng họ vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng nguy hiểm nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. The Weather Channel đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên trang tin ZDNet về nguyên nhân thực sự của sự cố trên. Tuy nhiên, kênh truyền hình địa phương của bang Atlanta cho biết các máy tính tại trụ sở chính của đài truyền hình bị nhiễm mã độc tống tiền và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố với kênh phát sóng trực tiếp này. 4. Truyền hình miền Nam. Vào cuối tháng 11 năm 1977, trong chương trình tin tức trên truyền hình phát sóng lúc 5 giờ hàng ngày tại khu vực miền Nam nước Anh, người xem đã thấy hình ảnh của người đọc tin tức Andrew Warner lắc lư một cách kỳ lạ trong khi một âm thanh ù ù phát ra từ TV của họ. Sau đó có một thông điệp kỳ lạ xuất hiện rằng This is the voice of Allah, representative of the Ashton Galactic Commander, speaking to you. For many years, you have seen us as lights in the skies. We speak to you now with the same esteem as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. Đây là giọng nói của Vreeland, một đại diện của Bộ Chỉ huy Thiên Hà Asta nói chuyện với bạn. Trong nhiều năm, các bạn đã thấy chúng tôi như những ngọn đèn trên bầu trời. Bây giờ chúng tôi nói chuyện với bạn trong hòa bình và trí tuệ như chúng tôi đã làm với các anh chị em của bạn trên khắp hành tinh này. Chúng tôi đến để cảnh báo bạn về vận mệnh của chủng tộc và thế giới của bạn, để bạn có thể liên lạc với đồng loại của mình để tránh thảm họa đe dọa thế giới và những sinh vật khác trên thế giới. Trái đất đang bước sang một kỷ nguyên mới, có thể mở ra một kỷ nguyên hòa bình và hòa hợp cho toàn nhân loại. Đã đến lúc cấm tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt, tất cả vũ khí xấu xa của bạn phải được loại bỏ. Thời gian cho xung đột bây giờ đã qua, và cuộc đua mà bạn cần làm một phần có thể tiến tới các giai đoạn tiến hóa cao hơn nếu như bạn thể hiện mình xứng đáng để làm điều này. Bạn có một thời gian ngắn để học cách chung sống hòa bình và thiện chí. Chúng tôi đã chứng kiến các bạn phát triển trong nhiều năm qua, các bạn cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng của chúng tôi trên bầu trời. Có nhiều sinh vật trên và xung quanh trái đất của bạn hơn các nhà khoa học đang thừa nhận. Thậm chí nhân vật có giọng nói tự nhận là Vreeland còn nói rằng các đồng nghiệp của mình tại Bộ Chỉ huy Thiên Hà Asta đang rời bỏ các thiết bị mà con người thi thoảng vẫn thấy và hiện đang phát triển thành một hình thức cao hơn. Sau đó thông điệp không bao giờ được lặp lại và không bao giờ được giải thích. Câu trả lời hợp lý nhất mà nhiều người đưa ra đó là một trò lừa bịp và ai đó đã chiếm quyền điều khiển máy phát truyền hình trong khu vực. 3. Cuộc tấn công website lớn. Năm 2000, Mafia Boy, một cậu nhóc chỉ ở tuổi vị thành niên đã tấn công vào những website lớn nhất trên thế giới như eBay, Amazon và Yahoo từ ngày 6 tháng 12 đến ngày Valentine năm 2000. Cậu ta đã đột nhập vào hơn 75 máy tính trong 52 mạng máy tính khác nhau nhằm dùng chúng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ. 2. Xâm nhập hệ thống tin học. Năm 1993, một nhóm tự xưng là những bậc thầy lừa gạt đã xâm nhập vào hệ thống tin học của một loạt tổ chức tại Mỹ như Cục An ninh Quốc gia, hãng viễn thông AT&T, ngân hàng Bank of America. Sau khi hack thành công, bọn họ đã thiết lập một hệ thống tầm gửi cho phép gọi điện thoại đường dài quốc tế thoải mái và có thể sử dụng chùa nhiều kênh liên lạc thuê bao cá nhân.
Năm 1999, virus Melissa là một trong những dạng virus đầu tiên chút cơn tàn phá trên khắp thế giới. Được viết bởi David Smith, Melissa đã phát tán ra hơn 300 công ty trên toàn thế giới và phá hủy gần như là toàn bộ mạng lưới máy tính của họ. Thiệt hại ước tính gần 400 triệu đô la Mỹ. Smith bị bắt và phải ngồi tù 5 năm. Giống như cậu bé Mafia Boy, hai hacker thiên tài này sau khi ra tù cũng không có thêm thông tin nào chính xác. Có thể họ cũng đã rửa tay gác kiếm rồi. Là những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video lần này của Bintop. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, hãy nhớ like và share cho tụi mình nhé. Đừng quên là bấm subscribe ở đây, bật luôn cả cái chuông nhỏ kế bên để nhận thông báo mỗi khi Bintop ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.